Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Joker. Joker là một vị tướng đấu sĩ xạ thủ. Hôm nay mình sẽ đi rừng nha. Đấy, sau khi mà năn nỉ ỉ ôi tem mình thì mình đã được đi rừng. Đối thủ của chúng ta hôm nay sẽ là vị tướng Nakaroth. Rất là đáng sợ. Vị tướng Joker thì mình sẽ lên cho nó cây kiếm chi hồn, kiếm Fanny và thương xuyên phá. Đấy, thì mình chỉ lên 3 món nữa thôi. 3 món sát thương nữa thôi. Còn 2 món còn lại thì mình có lẽ sẽ lên cho nó giáp với cả kháng phép nhá. Rồi cứ từ từ đã, từ đâu tính đến đấy, tùy theo tem đối phương nó có như thế nào đã. Ui trời ơi, húc một cái thôi, chỉ cần húc nhẹ một cái thôi là cái con quái nó nảy lên trên trời liền, phê như con dê liền. Đấy, ngon, hay lắm. Bây giờ Atu tem mình đang gọi là xâm chiếm khu rừng đối phương, rất là tuyệt vời. Anh ấy đã cướp được con bùa đỏ chăng? Không có ai tem bạn vào rừng luôn, hay lắm, tuyệt vời. Đấy, có bùa đỏ ăn luôn, ngon. Thế này dừng tem bạn nó lại yếu như con cá chuối, yếu đuối rồi, yếu đuối rồi, nghỉ lắm. Có bùa đỏ trong tay, anh Atu anh lao lên như một vị thần. Vâng, mà anh ta đã chạy về rồi, không dám hổ báo cáo cho hồn quá lâu. Ui trời ơi, cấp 3 rồi nha, chơi nó, chơi nó, đúng rồi, chém nó thoải mái lên, hút nó, đâm nó, bắn nó. Tôi tới, tôi bắn nó đây, tôi tới đây mấy ông ơi. Chỉ còn quái được cấp 4 cái nào. Hôm nay cấp 4 à? Đã, cấp 4 rồi này. Bắn cho lòi mắt ra này, ghét thích biết chưa. Ui rồi, chơi nó luôn, chơi nó luôn. Thích làm chậm tôi à? Làm chậm tôi này. Bật chiêu cuối một cái là khỏi làm gì tôi luôn ấy. Bật chiêu cuối là mình chạy về thôi. Khi nào mất cái lớp giáp ấy thì nó mới bị khống chế. Còn lớp giáp là mình thao hồ mà quẩy, quẩy tung mông tung đứt luôn. Thì cả đáng sợ. Nhưng mà mình đứng trên đó lâu quá, mình có sức yếu ấy. Vì thế nên cố gắng đi farm nha. Hay lắm. Một đối một à? Oh man. Zuka, 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 Zuka. Anh Zuka đánh nhau không? Ủa, nó ăn ghi dòng kìa. Tôi tới đây, tôi tới đây, tôi tới đây. Tôi tới đây, hãy xem tôi đây. Hú nè. Chơi bạn luôn, chơi bạn luôn. À, Toro này, Toro này. Du béo kìa. Bật chiêu cuối chơi bạn luôn. Bập bạn luôn này, ngán con rán gì. Chơi không? Tưởng bạn lao vào muốn kiếm chuối với mình thì mình chơi bạn luôn chứ. Mà cuối cùng bạn không dám kiếm chuối, không muốn kiếm chuối à? Thế thì thôi. Hư nè. Bắn nó, bắn nó, húc nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Đấy, ngon lành cành đào ngay. Đi qua ăn con bùi xanh kìa coi. Cứ từ từ bình tĩnh thôi. Đầu trận thì mình phải nhu mì, nhu mì thì mới được ăn nhì. Vâng, khi mà có hai chung kết ấy, nhu mì là ăn nhì đấy, thì đội mình sẽ bị thua đấy mọi người ạ. Cứ từ từ đã. Cái con này đứng càng gần áp sát thì được càng bắn càng phê. Bắn càng phê thì mình là rất là sướng luôn. Nagaroth tèm nó đánh hay thế nhỉ. Cái con Nagaroth nó muốn như chú nhân ấy, thiệt. Wow, nó giết người kìa. Crazy, hãy xem tôi đây. Bụp một phát này, ui giời, hất tung này. Này thì hất tung này, hất tung này, hất tung này, rồi. Ui, đi đâu mà bụi mà vàng, mà bắp phải đá mà quàng phải anh. Đâu rồi, dừng chân ghé lại đây đây. Dừng chân ghé lại đây đây, bắn nó, đúng rồi. Cho nó chết này, hư nè, hư nè. Đi đâu mà bụi mà vàng, mà húc phải đá mà quàng phải dây. Ui giời ơi, tôi trời ơi, vỡ mồm tôi rồi. Trời ơi, ông lao vào, ông chém cái trụ à. Vãi, sao lại chém chịu vậy? Buồn, quá buồn. À, Nagaroth nó phải đón nó hên thế, 4-0 luôn kìa. Trời ơi là trời, nó xanh quá. Làm sao mà hạ bệ nó đây? Một khi mà nó đã xanh rồi thì mình có thể là chỉ là con tép và mép con mèo thôi. Mà công nhận Nga có bình thường chơi hay thật. Công nhận luôn đấy, quá hay. Hay quá. Hay lắm, tốt lắm. Một phát vào đầu này. Đó, đó. Ôi giời ơi, mệnh cái trừng trị của tôi mé Sài Gòn. Khốn nạn này, mày nó quá là cướp mất bùa đỏ của tôi rồi. Trời ơi, cái trừng trị của tôi trừng trị con quái mà tí mèo nào. Trừng trị mà nó không ăn là thế nào ta. Xảm xí vãi. Không ăn mà cũng mất cái trừng trị nhục chứ. Đèn. Hư nè.
Rồi xong mất bộ đỏ luôn. Được rồi, hay lắm. Cây cú thật chứ. À, mất bộ đỏ tức thế. Tức quá, đập điện thoại. Còn nó chơi thôi mà, bình tĩnh. Dục tốc bất đạt. Đấy, mấy bạn đừng có bao giờ gọi là ức chế mà đập điện thoại nha. Tốn tiền lắm. Chơi nó, đúng rồi, nó xài chiêu hụt. Có ai nó xài chiêu cắm đầu vào tường mà không ăn được nó kìa. Tiếc nhờ, chơi Toro luôn này, tớ chơi cậu luôn này. Bây giờ cậu làm sao? Bây giờ các bạn muốn làm sao? Ui giời ơi, bật chiêu cuối vào mà không thôi. Này thì trống này. Á à, đủ. Trời ơi, tôi không giết được nó kìa. Bạn thích chết thì cho bạn cho nó chết này. Cây cú thật thì chơi thế mà nay có nó vẫn sống. Tôi cạn lời tôi luôn, không biết nói gì luôn ý. Con này khi mà bật chiêu một cái nó ám sát bắn một phát thì nó thốn đến tận rốn luôn ý. Gắt vãi, sao con bạn múa hay quá. Múa hay quá mấy bạn ơi. Hay đó, đánh hay đó. Cái này người ta gọi là hay là hên. Mình thấy là nó có phần chút may mắn ở trong đấy á. Và đấy mà hai lần rồi đấy. Nãy một lần, bây giờ một lần. Nhưng mà lần này mình vẫn giết được con dâu Joker. Đấy, mặc dù là Joker cùng là cơ với nhau ấy, nhưng mà rơi nó luôn. Đấy, ngại ngùng cái gì đâu. Tụp nè. Hư nè. Một hút vào đây. Đúng rồi. Chào con cờ DC lá bao đây, bật chút cuối mình sơi nó luôn này. Thiệt luôn á. Mẹ đừng để mình đủ tầm mình áp sát. Mình áp sát là mình chơi bạn luôn đấy. Áp sát mà phát là bật chút cuối liền. Nếu mà đủ tầm ấy. Trời. Tuổi. Vâng, bạn ấy kêu tuổi à. À đủ, sao lại ăn con bồ xanh của người ta. Sao lại ăn con mùi xanh của người ta. Chơi nó luôn, trụ bắn kia. Hay quá, trụ bắn chết một con rồi. Toro chết ngắt. Sơi nó luôn mấy cậu ơi. Sơi nó luôn nè. Ui giời ơi, lên trời. Vãi cả lên trời. Gracie cho một phát lên trời. Phê thế quyết nữa. Ui giời ơi, chết em. Hey me. May quá không chết. Hên. Đi về cái coi. Ham VL hả? Ai vậy? Ai ham vậy? The Black Ham chết đúng không? Ui giời ơi. Salim sao mà chết sớm thế? Tôi chưa ra kịp đến nơi bà đã chết mất tiêu rồi. Chán bà Salim vãi. Ui giời. Nãy nó nhìn chơi hay thế nhỉ? Vậy sao mà múa ghê thế? Thiệt luôn ý. Người nào chơi hay là mình kêu chơi hay à? Mẹ múa như siêu nhân này. What the fuck? Nhưng mà chơi hay thì chơi hay đúng không? Mẹ còn đứng nhây chơi hay mà còn nhây kiểu này là không được nha. Đủ tầm một phát khúc chiêu 2, đủ tầm một phát là mình giết nó ngay vào luôn ấy. Bật chiêu cuối cộng thêm chiêu 1 bắn một phát chắc là chết. Wait, hello, su béo. Ui giời ơi. Trời ơi, mình hút cho một cái vào mông cái nó chạy giống như con gấu luôn. Chạy hút. Nhìn hài vãi. Kiểu như mình bắn cho một cái còn tí máu ấy. Chạy mà maximum chạy luôn ấy. Dồn hết chiêu vào chạy luôn. Rồi, nào các bạn có ngon qua đây cướp bùa này. Có ngon qua cướp bùa này. Giờ chắc không dám qua đâu. Ui ôi. Chơi bạn luôn này. Tớ có cái giáp, mọi người thấy mình cái giáp to không? Hư nè. Ôi dồi ôi, Toro ơi, 5-1 rồi. Méo thì tin được mình vẫn không có được bao nhiêu mạng qua đấy. Ôi hay lắm. Ôi dồi, nào có chạy hay lắm. Chạy đi. Rồi chạy đi. Bây giờ tưởng gì nào, tự bạn đánh chạy nhanh lắm. Hay lắm. 6-1-7 rồi mọi người à. Hiện tại mình đã giết được 6 mạng. Nhưng mà hỗ trợ nó quá cái số mạng của mình rồi, giết hạ gục luôn đấy. Toàn đi hỗ trợ cho tem. Không sao. Bụp một phát là có cái trụ ăn ngay. Ăn sớm cho nó nóng.
ăn luôn cho nó nóng này. Trận cuối lên đánh kim cương hả? Vậy là bạn thơm rồi đấy, gặp mình là mình cho bạn lên luôn đấy, lung linh là lên luôn. Nhưng mà nói thế thôi chứ ai cho mà nói lên chứ, đồng đội tôi này đâu có cho đâu. Chrissy kìa, mèo để tin được, nó dám trêu người mình à, thả bướm à? Nào các bạn bay đi đâu, bay lên nào, nhảy cao nào, what the fuck? Nó vẫn chạy được kìa, này thì chạy này, đi đâu mà vội mà vàng này, ôi rồi thôi xong, nó đông quá rồi. Cũng may là ăn được cái con Chrissy ấy, không là mất xác không sao trong cái pha vừa rồi luôn, hên. Chém nó luôn anh ơi. À thôi, không dám chém nạc đốt à, sợ à? Đúng rồi, chém luôn, đúng rồi, ba lao vào một thì làm sao một người sống được. Hay quá, ai đi ra mình chơi ghê quá, được. Tay bên kia nó chỉ có mỗi con nạc đốt nó hay thôi. Nếu mà bụp được nó là ngon rồi đấy. Mẹ gì cứ xếp rừng của mình luôn kìa. Một phát vào đầu. Tướng Joker này thường thường ở trên rank kim cương cao thủ là nó cấm ấy. Nhưng mà mình nghĩ là không nên cần cầm Joker đâu. Tại vì cái vị tướng Joker này nó là một cái vị tướng khá là hiếm. Không phải là hiếm mà khá là ít người sử dụng, ít người có. Vậy mà nhiều bạn cứ cấm. Ủa nó đông thế này, một mình tôi cần hết luôn chứ đông làm gì. Đông làm cái gì, tôi mà sán chắc rồi xài ơi, nghĩ cái gì vậy. Tôi chết, tôi dưới đâu, tôi cứ đâu làm sao đâu. Trời ơi, mẹ nó đông như quân nguyên luôn ý. Mình lỡ rồi mình chơi luôn ý. Biết là chết nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng mà chơi. Vỡ mồm thiệt. Đúng rồi, cố lên đập flash. Rồi xong mất sát. Đập flash đã bị mất sát. Cẩn thận. Wow, một cú húc. Wow, hay quá, ID quá tuyệt vời. Giết nó luôn mà ơi. Giết nó luôn, đúng rồi, rồi chết luôn. Hay quá, tuyệt vời. 1v6 hả? Ui giời ơi, ngu và lờ. Vãi cả bạn chửi. Đừng căng thẳng quá. Người ta gọi là căng thẳng quá rồi nó sẽ bị yếu sinh lý. Nào, gió cơ vào đây. Mẹ gió cơ vào đây, cướp này. Cướp à? Nào chưa vào đây. Bắn cho một phát vào đầu này. Bắn cho một phát vào đầu này. Đằng sau quay. Rồi xong, Slim ơi. Slim ơi. Tại sao? Đi về má ơi. Không quánh chết được kìa. Rồi xong, đập flash ngoẻo luôn. Kêu em ơi. Kêu Ami. Mày quá, nó không đuổi theo ấy. Nó mà đuổi theo là mình nguyện dâng cái thân xác ngọc ngà châu báu của mình cho nó luôn. Nó muốn làm gì nó ăn luôn ấy. Đấy, nhưng mà cái trụ của mình nó sẽ sơ tái nó trong vòng một nốt nhạc. Hay lắm, ID chơi hay quá. Ui giời ơi. Ê, không áp sát được. Chưa có trụ cuối, mình chưa dám hổ báo. Có trụ cuối một phát, chuẩn bị có trụ cuối ở đây. Đi đâu mà vội mà vạng. Ui giời ơi, cái con Joker nó bay vào kìa. Bật trụ cuối lên mà quẩy này. Hư nè, chết tôi rồi. Rồi xong, tem mình cũng đầu xanh thế mà cuối cùng bây giờ. Mình đã bảo rồi mà, con Naga biết mình nó chơi hay lắm. Nhưng mà ID tem mình còn hay hơn. Đúng rồi, chơi nó ID ơi. Chơi nó, đúng rồi, hay quá. Một pha gọi là bộc phá quá đẹp. Rồi xong, đập flash, hay quá, đập flash có chữ cuối. Cái gì vậy? Mình tới nhà. Gắt quá mọi người à. 23 đều. Vâng, một trận đấu đang diễn ra rất là căng thẳng và kịch tính. Hấp dẫn luôn. Khi mà hai bên đang khá cân bằng. Thật sự ra nói thì mình cảm thấy cái rank bạch kim này nó rất là khó.
Thường thường thì một trận này nó rất là xanh, xanh cả tem luôn. Mà một trận đấy nó phế, nó phế cả tem luôn. Còn những cái trận đấu mà là ngang cơ như thế này mình cảm thấy khá là ít. Nào lúc bây giờ bạn chơi rất là hay, thật sự chơi rất là hay luôn. Trận đấu đang trở ra rất là hấp dẫn, hay lắm, hay lắm. Để xem trận đấu này thì ai sẽ là người chiến thắng nhá. Có cái gì KDC, mình sẽ bắt KDC trước. Đứng lại đó KDC, đứng lại đó cho anh. Đứng lại đó cho anh, đi đâu mà bộ mà vàng hả? Mà vấp phải đá mà quàng phải anh. Anh đây, anh Joker đây. Joker bự cho bá lửa đây, cái gì cũng bự hết nha. Cơ cũng bự mà cái gì cũng bự, khúc nào cũng bự hết trơn ấy. Anh phê, anh thích lắm, thích bướm lắm. Bướm này cứ bay vào hết, anh cân hết. Mấy vị tướng pháp sư vào là anh cân hết. Mấy vị tướng pháp sư mà gặp vị tướng Joker này rất là ưng chế. Tại vì khi mà nó bật chiêu cuối, nó áp sát nó chỉ bắn có cái một để chết à. Trong khi đấy nó bật chiêu cuối lại không thể làm choáng, không thể khống chế nó mới được, mới đau chứ. Rồi xong, không có mana luôn. Không có mana, cho nó ăn, cho đồng đội mình ăn được rồi. À, tối mana quá, không có miếng nào nè. Với em mùi xanh cái đã. Đánh nhau được, từ từ. Phải từ từ. Mấy bạn cứ từ từ bình tĩnh, không nên dục tốc bất đạt. Đó, ăn mùa rất là nhanh. Rồi, Hecolin thịnh nộ, mình xóa đồ sẵn luôn. Cần thiết phát là mình bán cái giáp phòng mạnh đi, cái là mình lên cái Hecolin thịnh nộ luôn, cho nó trâu bò. Trâu con nhà bà bò. Cái gì vậy, cái gì vậy anh? Anh Joker. Wow. À, ngon. Tự dưng có chuối. Ui giời ơi, mê ha tung mình chưa. Thôi đi về. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bật chiêu cuối và quất bạn luôn này. Trời. Hư nè. Toro hả? Nghe nó kêu nó Toro lắm. Châu đánh lâu cũng phải chết. Châu đánh lâu. Ui giời, lại được lên trời. Phê thế không biết nữa. Sướng hết cả hồn. Sướng vãi cả. Ôi. Tôi còn cái đồ nha. Ông mà dám chơi tôi à. Tôi chơi ông luôn ấy. Húc bạn luôn này. Bắn vào mông đứt bạn luôn này. Chơi nè. Nào vào đây. Tôi ăn bùi xanh của cậu luôn này. Ngon. Nó cứ hất tung một cái là mình cảm giác nó rất là phê như con dê luôn ấy. Đấu này đang rất là khá là hấp dẫn. Một bên 28 mạng và một bên 26 mạng. Hay quá mọi người ơi. Không biết trận đấu này sẽ như thế nào đây. Nhưng mà mọi người đã xem đến cái khúc này của clip rồi thì mọi người không biết thắng hay là thua, cũng cho mình xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều để giúp đỡ cho mình phát triển kênh thêm với. Mình sẽ cố gắng một ngày mình... Ui giời ơi, em xin lỗi mấy anh, mấy chị. Trời ơi, quý em đau quá, em đi về đây. Tôi đang kêu mọi người đăng ký kênh cho tôi. Cái thôi nó ra nó đè tôi, nó hấp cho một phát. Du béo này, này thì du béo này, này thì Nagrod này. Hấp tôi à. Đừng có mà đòi hấp tôi nghe chưa. Đừng có vớ vẩn. Đấy mọi người thấy không, nó khổ không. Đấy, vì thế mọi người nhớ nha, ấn đăng ký kênh và ấn like giúp mình với. Giúp cho mình đạt được cái clip này 3k like thôi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có thể trận này mình hơi phế, nhưng mà phải có trận này trận kia chứ không thể nào trận nào cũng xanh được. Ui sợ ơi, ngon. Thường thường là úp mấy cái trận bị phế lên này á, người ta hay chửi ngu người này. Nhưng mà phải có mấy trận này coi nó mới hấp dẫn, đúng không? Mấy bạn đấy mình nói đúng không? Mẹ suốt ngày xanh le, mẹ giết mấy 20-0. Mẹ có cái gì đâu mà hấp dẫn. Nhưng mà những trận đấu như thế này mới hay này. Nào có các bạn đánh hay quá. À, lính lên chậm thế này. Thôi, chắc bỏ. Chơi nó một phát. Thôi chắc bỏ đi bạn ơi. Bỏ Salim ơi. Rồi xong, Salim chết ngõm của tỏi rồi. Kêu em đi. Nghe biết tí mình về sớm là ngon rồi ha. Mình thấy có con Salim kia nó ấy, mình cứ đứng lại mình tính gọi là. Có thua ngược không đây? Rất là căng.
Cố thủ anh em ơi, cố thủ anh em ơi. Trời ơi, 30 giây nữa, tem nó còn 5 người là tràn lên. Thua mất. Đập flash bay vào bật chiêu cuối đang xoay. Vâng, đang xoay, ai đi đã làm choáng được vị tướng Nakaroth trong trụ. Trụ đã bắn, vâng, và đã gục được một thành viên các bạn, đó chính là vị tướng Joker. Vâng, trận đấu đang diễn ra trở nên rất là hấp dẫn. Mình sắp ra rồi đây. Bán cái này đi. Cái giáp hùng mạnh, mình sẽ lên cái giáp hùng mạnh cho nó. Nó không bắt Salim thì bắt ai? Bạn này cứ đùa. Vãi cái linh hồn. Cái Salim máu yếu nó chả bắt Salim. Zuka mấy cả Nakaroth nó bay vào nó làm xeo 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 một phát là quét con cua liền. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá, căng quá. Mày quá, phải đấy vừa rồi cái con Airi với cả The Flash em mình nó hay ấy. Nó thủ được ấy. Thật, phải đấy hay, xử lý quá hay. The Flash bay ra trụ. Ê, có bùa xanh, ý bùa đỏ, ngon. Đấy, ăn xong con bùa đỏ này là mình victory winter, ngon. Có giáp bùa bạch nữa nè. Yeah, cướp mẹ. Xong lên. Bụp, bụp, bụp. Méo quay để cho mình bụp vậy. Ê, có con Toro không à? Đằng sau quay. Ôi giời ơi, tôi chưa làm được cái gì luôn ấy. Chơi đó, đúng rồi, hư nè, phê nè, win rồi. Trời ơi, win rồi mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy trận đấu này hấp dẫn không? Xém nó thua ngược ấy. Cũng may là có Airi với cả The Flash đánh hay đấy. Tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nhé. Bye bye, nhớ ấn like và đăng ký kênh nha.